Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là bạn thu hút họ ở điểm nào? Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy người này có vẻ là người có ngoại hình nên là họ gặp rất là nhiều người. Họ không có ấn tượng bởi bạn bởi cái nhan sắc mà họ ấn tượng về cái cách mà bạn đối xử với mọi người. Bạn thu hút họ là bởi vì cái cách ứng xử, cái sự văn minh, cái sự trí thức của bạn. Có thể bạn là một người điềm tĩnh và suy nghĩ trước khi hành động, là một người có thể chia sẻ, bởi vì bạn là một người mình nghĩ là trải qua tổn thương khá là nhiều nên là bạn rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm và lời khuyên, và bạn cũng rất là sẵn sàng chia sẻ và cho lời khuyên những người khác. Có thể là ở bên bạn thì họ học được nhiều thứ từ bạn. Bạn giống như là một người thầy dạy cho họ về cách đối xử hoặc là cách nhìn nhận vấn đề mà họ chưa từng thấy ai có thể dạy cho họ. Nhưng mà mình thấy cái người này sẽ không có thể hiện ra những cái mặt đó cho bạn thấy đâu. Họ cứ âm thầm quan sát và rút ra kinh nghiệm.